Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ thực hiện quá trình cài CDI và một số trick ứng dụng trên thiết bị đang ở phiên bản iOS 15.8.1 nha các bạn. Trên màn hình video là thiết bị iPhone 7 LED đang ở phiên bản iOS 15.8.1. Bây giờ mình sẽ đi vào các bước tiến hành thực hiện cho các bạn xem nhé. Get go! Bước đầu tiên, mình sẽ tiến hành gieo rắc root full cho thiết bị này. Trong video này, mình sẽ sử dụng lại tool gieo rắc Palaren. Bây giờ đầu tiên mình sẽ đưa thiết bị iPhone về chế độ DPU. Khi thiết bị về DPU thành công, bây giờ mình sẽ tiến hành gieo rắc root full. Lúc này trên điện thoại đã xuất hiện đoạn code yêu cầu chờ 10 phút rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chờ cho đến khi quá trình gieo rắc hoàn thành và thiết bị iPhone khởi động lại.
Sau khi thiết bị iPhone khởi động lại, bây giờ mình sẽ đưa thiết bị iPhone về DFO lại. Tiếp theo sau đó, mình sẽ click chọn Debug Root Full. Như vậy là đã xuất hiện ứng dụng Balaren rồi nha các bạn. Quá trình jailbreak root full thiết bị đã diễn ra thành công. Bây giờ mình sẽ vào cho các bạn xem thông tin nhé. Sau khi jailbreak thành công, bây giờ mình sẽ tiến hành cài Sileo. Tiếp theo, mình sẽ cài CDI qua FireDev nha các bạn. Sau khi mình đã cài thành công CDI thì bây giờ mình sẽ cài Trick Fuya. Tiếp theo, mình sẽ cài Trick Cylinder để tạo ra những giao diện đẹp cho iPhone.
Trong nhiều ngày qua, mình cảm thấy các bạn cài cử chỉ vuốt không thành công. Trong video này, mình sẽ cài cử chỉ vuốt qua CDI cho các bạn xem nhé. Tiếp theo, mình sẽ cài một ứng dụng giúp chúng ta chạm hai lần sẽ khóa màn hình. Bước cuối cùng, mình sẽ cài vân tay trên màn hình cho thiết bị iPhone 7 Plus này. Như vậy là mình đã cài thành công vân tay trên màn hình cho thiết bị iPhone 7 Plus. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chân thành cảm ơn.